Chào các bạn nha, ngày hôm nay mình bắt đầu về quê đây. Đây là chiếc xe Hạnh Phúc mang biển số quê hương thì nó bắt đầu lăn bánh. Mọi người chào xem nha. Các bạn ơi, trong quá trình mà trên quãng đường mà chờ mình về đến quê đến nhà ấy, thì mình sẽ cho các bạn xem một vài trên cung đường cảnh đẹp trên cung đường mình về nhá. Về đến Bắc Giang mình thì hôm nay đi mình đi nhiều cung đường lắm, được anh taxi đưa cho đi các cung đường lại. Ngày hôm nay thì các cung đường đấy thì mình sẽ quay lại từng khung hình nhỏ nhỏ một sẽ ghép vào, thì mọi người hãy theo dõi tiếp nhé. Thôi anh ơi, không cần phải đâu cả. Ui, khu chợ quất anh nhỉ? Wow, tuyệt vời đấy. Ui, ảnh đẹp lắm anh ạ. Chậu ở đây nhiều chậu sứ đẹp thật đấy. Nào đây đẹp hả? Bây giờ là phố mình đi thẳng đây, đi thẳng ngay. Của quân đội đúng không? Nắng quá lại người bán dưa khổ. Rét quá mà giá rẻ đấy, không ai mua. Chắc giỏi lắm thì cũng mua một quả. Này toàn đây đào quất thôi nhỉ? Đây dọc này là đào điểm, điểm đào quất mà. Người cái kiểu đi vào hôm cuối thay vì ở nhà. Có théo rồi. Nhìn nó biết théo rồi. Ui thật đấy. Cái này về nhà đào rừng nhiều không? Ham hố có lên rừng đào về nhé anh nhỉ? Cái cảnh đào kia là phải nhà rộng thì mới bày được. Chắc chắn rồi. Hãy subscribe.
hôm nay anh đi đường này là view đẹp đấy anh ạ. View rất tuyệt vời, nhất là sức khỏe này. Dưa hấu à? Dưa hấu. Lo liệt. 6.000 cân. 8.000 là hơn giá rồi. Đấy chẳng hạn, nhiều người nói nhiều người nước ngoài ấy, người ta lâu không về, người ta nhớ lại hình ảnh trời lắng một chút xíu nữa thì quay thì ơi rồi kiểu đang đi nước ngoài anh ạ. Đấy. Nhìn thành phố toàn trên đây tòa nhà cao chọc trời. Nhìn rất là kiêu nhá. Cái lần trước em lên đây là chưa có cái chung tượng đài đâu. Rồi phố anh sẽ nhìn sang cảnh hắn đây nhỉ. Sàn xịn mịn thế. Bắc Kinh là một phố phát triển nhất của Bắc Kinh đùa đâu. Người muốn đến sắp Hà Nội ấy thì người đùa. Đầu lắm, tất cả các ở đây nó là làng nghề hết. Làng nghề thì nó nhiều hơn nhiều. Đập của nó nhanh nhiều. Thành phố Bắc Giang bây giờ nó cũng đang phát triển. View đoạn đường này cũng là siêu đẹp anh ạ. Đang làm đường. Rồi, tức của nó.
ngoài đâu. Đây là người chủ của. Dân Nga con họ ai rồi. Về đã về thành phố Bắc Giang rồi. Ôi chỗ khu này khu nghiệp hiện đại nhỉ. Nhìn giống như màu xanh xanh giống kiểu đang ở Nga ấy nhỉ. Xin so ấy. Nhìn tự dưng về thấy nhìn thì nó thấy một cái nét gì đó rất là hiện đại. Chưa 30 Tết vắng tanh nhỉ nhỉ, và chạy sườn khu công nghiệp sông quê Đội Hoàng à. Đang đi nhầm đường, bây giờ quay lại một con đường khác này. Đã về đô thị mới được qua. Chỗ này làm rộng lắm anh ạ, đẹp lắm. Ui, view đẹp không anh? Ok. Như ở bên Nhật. Vâng. 23 cây nữa. Đi ra bên này mà anh vòng vòng sữa đi ra bên này mà nhớ không nhớ anh cứ đi đi. Vâng, sao nó đi được ra lại phải không phải đường cao như kia đấy. Sao còn rẽ phải vào quốc lộ 31 đấy, đã về quê rồi, sắp về quê rồi. Chỗ này được chứ, là đi thẳng đúng rồi, đúng rồi đấy. Đấy, đi thẳng đường này là lên. Đến đây thì không cần bản đồ đấy nhỉ. Đến đây thắt bản đồ với tôi. Ừ, anh nhớ anh về đây anh có một cái hồ này là đúng rồi. Nhưng mà đấy, tức là anh đi một góc đi thẳng ngược lại. Đúng rồi. Cốt mai nó phải chậu trắng. Hết tu gì nào này. Dáng ở đây xấu tệ. Nó sốc sạt. Chỗ này mà đợt anh về là quả là tắt đường lắm này. Quả là chỗ này tắt đường. Thế là chỗ này là vào xã Quy Sơn. Vào xã Quy Sơn đây ạ. Đấy. Cái xã đấy vào Phượng Sơn này, vào Quý Sơn được này. Đầu tiên là chỗ này là thuộc Phượng Sơn. Nhưng mà chỗ đấy vào sâu cũng vào Quý Sơn. Nhưng mà nói chung là ở hai xã đấy. Chỗ ủy ban nhân dân này. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng hôm nay cũng là về đến Lục Ngạn. Biển đây cũng chạy cho được.
rau củ quả. Quê nhà đó, đây là quang cảnh chợ Tết cuối năm, bây giờ đó là 15:34 rồi ạ.